Hi, lại là mình đây. Hôm nay sẽ là một con Shimano Miravel 2500 ha. Thì mình review sơ về con này cho các bạn ha. Thì đây là cái con mà cái tầm giá nó sẽ ở dưới con Shimano Stradic. Thì về trâu thì nó sẽ trâu hơn, mà giá nó sẽ rẻ hơn, tại vì đồ linh kiện nó cũng sẽ rẻ tiền hơn ha. Nhưng mà về khỏe thì nó sẽ khỏe hơn Stradic, nhưng mà trọng lượng thì nó nặng hơn Stradic rất là nhiều ha. Và nó không được êm như Stradic đâu. Con này á thì có thể nói rằng cái con này nó là một phiên bản rẻ tiền hơn của con Shimano Sferos S Duct ha. Nhìn con này nó tương tự như con Integra ha. Rồi, khách báo mình là bảo dưỡng thông thường, nhưng mà mình quay đấy cảm thấy máy nó hơi khô và hơi hơi xào một tí ha. Máy nó hơi khô và xào. Rồi. Dơ, máy rất là dơ. Và cái rulo của nó, để mình kiểm tra cái rulo ha. Rulo ok, nhưng mà có vẻ là nó khô quá. Mượt nhưng mà mượt theo kiểu khô á. Cái này cũng vậy nè. Mở ra mở vô thì nó vẫn mượt, nhưng mà kiểu cảm giác nó khô chứ nó không có êm. Rồi, kiểm tra mức rắc. Rồi, cảm giác nó lúc thì nó khực khực, lúc thì nó gì đó. Mình sẽ kiểm tra ha. Rồi, ok. Cái chỗ này là bạn không được châm dầu nha. Bạn châm dầu là nó hư. Bạn thấy nó đang thui thui lùi không? Rồi. Rồi cái cốt máy nè, bạn thấy cái cốt máy tay mình sạch nha, ok ha, quẹt ra cái đen thui như vậy, thấy không? Và cốt máy nó tới hạn bảo dưỡng rồi nhé. Trên cốt máy nó có những cái sọc như vậy nè, thấy không? Trên cốt máy nó có những cái sọc thì bảo dưỡng là được rồi. Thứ hai, nó không có châm dầu châm mỡ gì vô đây nhé. Cái này dầu không à, dơ quá. Ok rồi, trong này là nó khô hết rồi. Mình thấy là cái bố này nó, cái bố thắng này nó sổ lông ra luôn rồi. Rồi, bố này bố vải, nhưng mà kiểu này là nó sổ lông ra rồi nha. Bố vải mà kiểu này là nó sổ lông ra rồi, nó sẽ mòn. Cái lớp ngoài cùng là ok nè. Nhưng mà rồi, cái lớp trong cùng cũng còn ok. May quá, hệ thống bố thắng thì bình thường nha, chỉ bị mòn thôi. Ok ha, để riêng ra bên. À, kiểm tra cái này. Thì đây, cái lò xo này bị cong nha. Đây, cái lò xo bị cong ngay đây nè. Cho nên nó sẽ không có đều như lúc nó cạch 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 là do cái này nè nha. Sau này bị cong cấn nhẹ nè, ok ha. Khách có nói với mình là khách đã chỉnh lại rồi, cho nên là bây giờ cái tiếng rắc nó sẽ kiểu nó không có được êm đâu, nó cạch 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 kỳ lắm. Rồi, để riêng ngang bên. Tháo tay quay ra luôn. Ồ, tay quay vô dầu nhiều quá. Vô dầu nhiều quá không đúng nha. Chỗ này là phải vô mỡ chứ không vô dầu nha. Có vẻ như anh khách định xịt dầu nhiều quá. Đây, đây nữa nè. Thấy đây là nó toàn là dầu nhớp 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 không. Rồi đây là cái ba vớ cũ của cái máy luôn. Cái dầu mới mở mà nó xám xám như vậy nè. Bạn thấy nó có ánh kim luôn là nó do ba vớ rất là nhiều nha. Đây để mình mở nè. Ba vớ rất là nhiều nha, như vậy thì không có tốt tí nào nha. Ba vớ này là nó hao mòn của các bộ phận kim loại á. Vậy là không tốt nha, màu xám xám là cái màu nguy hiểm đó nha. Thà nó đen, thà nó vàng, còn xám xám mà nó có ánh kim nữa, như bạn thấy ở đây có ánh kim nè. Là ba vớ kim loại nó có cái sự ma sát và mòn rất là lớn nha. Con này làm xong rồi lại quạt nó có thể sao á. Rồi mở nhanh ra nào. Riêng mà mình làm máy đứng là mình thường làm 2 khay lận. Cái ron này nó cũng dơ quá dơ. Giờ khiếp luôn á. Nó sử dụng bộ chống trả ngược cái hệ cũ nha, không phải là xài bộ chống trả ngược giống Stradic đời mới. Nó xài bộ chống trả ngược của mấy con chơi C4 cộng này nọ đó. Rồi, để đi một bên thì mình mở nhanh cái này ha. Ok, mình để cái này vô lát vệ sinh rửa cái này luôn. Là bỏ cái này ra rửa. Ok. À, cứng vậy. Khá cứng nha. Rồi, cái trong này là nó dầu không luôn. Và hiện nay nó rất là dơ bạn.
Cái này xe bảo dưỡng lại và mình vô mở nha. Anh khách ảnh vô dầu không, hèn chi hỏi sao mà nó bị cảm giác nó không êm, tại vì anh vô dầu nên xe không êm nha. Không có được vô dầu. Mình nói rồi, rất nhiều clip mình nói rồi là cái việc vô dầu trong một cái máy là không có tốt. Mở, phải là mở vậy nè. Phải là mở nha, dầu nó làm hao mòn chi tiết rất là lẹ. Dầu nó làm rít và nó hao mòn, như bạn thấy đây nó có phần vàng vàng nè. Thì khả năng cao là cái mặt đạn ngay đây cũng tập rồi. Rồi đây cũng vậy nè. Đó. Khả năng cao là cái mặt đạn đây nó tập nha. Mà ở đây hơn quá không có mặt đạn mà nó xài một cái miếng bạc thao. Thì cái miếng này nó dễ xử lý ha. Ok, thì mở này ra luôn. Rà. Các bạn mở những cái này là bạn nhớ rà coi nó có lông đờn không nha. Rồi ok ha. Để riêng ra. Rồi. Khá dơ. À đây nó có lông đờn nữa nè. Ô cha là dơ. Chà, dơ. Ông máy nó khô queo à. Khô cứng luôn á. Bạn thấy không? Vàng hết rồi. Đất đỏ hay gì đó bán bên này bạn khè luôn nè. Bạn thấy không? Đỏ lồm luôn. Rồi cái này lấy cái cây khử nó ra hả? Rồi. Ok. Đây. Bỏ riêng ra rồi. Xong. Sau đó là mình sẽ thay cái khay này. Đây là để dành ráp cái cụm trên ha. Mình sẽ để riêng ra bên. Rồi, tới cụm dưới. Mình cùng xử lý tới cụm dưới này ha. Dưới này bạn lưu ý nha. Tuy ở đây nó không phải là công nghệ X-Protect, nó là co thôi, nhưng mà cũng cẩn thận một tí. Tránh để cái tay bạn dây vào đây nha. Và dùng cái nhíp bạn gấp cái này ra và đừng mạnh tay quá ha. Rồi, cái này để riêng ra đây. Và để xem cái bộ chống trả ngược của ảnh coi, bụi khá là nhiều nhé. Trên bộ chống trả ngược của ảnh là bụi rất là nhiều luôn. Về kết cấu thì cái bộ chống trả ngược này giống như con Sena thôi chứ không có gì ha. Chỉ khác là nó có thêm một cái ron nữa thôi ha. Và chính xác là bộ chống trả ngược của Sena nha. Chính xác thì đây là bộ chống trả ngược của Sena được đưa qua thôi nha, không gì đặc biệt. Không có một cái gì đặc biệt hết, nó chỉ là bộ chống trả ngược của Sena nó sàn qua thôi, nó thêm một cái ron chống nước ở trên thôi ha. Rồi tới dưới này tháo cái ron này ra. Rồi cái miếng này là phải vệ sinh rồi nè, vì nó đóng ghê quá nha. Xong tới cái này, khi bạn ráp máy mà lỡ cái này nó chui ra thì làm ơn nhét vô lại, đừng đụng tới nó liền lúc này ha. Rồi mở cái ra. Ồ cứng à. Rồi nhớ nha, khi bạn rút hai cái này ra nè, tay bạn vừa ra là hai tay bạn phải dừng lại liền, chứ bạn đừng có ráng ra nó bóp mạnh cái nào nó gãy cái này đền đấy. Không có mắc tiền nhưng mà order khó lắm. Rồi mở ở dưới đít này cũng mất hết rồi. Tại là dầu ảnh trong dòng nhiều quá không đúng nha. Trong dầu nhiều quá không đúng nha. Mình tạm bỏ riêng ra, tại vì những bộ phận này mình sẽ bỏ riêng ra là những bộ phận mình sẽ mang đi tẩy rửa, mình rửa. Mình dùng một cái loại nước tẩy rửa mà nó không có gây hại cho tới cái đó gọi là cái gì? Cái lớp sơn của máy. Thì cái đó gọi là nước rửa chén rồi, không có gì hết. Rồi, thứ nhất là bạn nhìn thấy ở đây ha. Bạn thấy cái lớp bạc bạc này không? Đây mình lấy ra bạn coi cái lớp bạc bạc này nè. Nó là bộ phận kim loại bị ăn mòn và nó ra cái lớp này nha. Điều này cực kỳ nguy hiểm cho cái máy. Và đây mặt đạn này có lẽ là phải thay rồi đó, theo mình khả năng thay rất là cao rồi, để mình test thử coi.
Ok, còn êm ha, nhưng mà để coi tình hình. Rồi bạn thấy ở đây toàn bộ đây nè, cái lớp này ánh kim loại lên là thấy không? Và đây là mài mòn, dấu hiệu của sự mài mòn do dầu nha. Và đây là nguy hiểm lắm. Ok, con máy này thì kết cấu nó sẽ không có giống Stradic, mà nó sẽ đơn giản ha, nó giống như một con Daiwa vậy đó. Đấy, bạn thấy rất là đơn giản đúng không? Kết cấu rất là đơn giản ha. Ồ, đen kịch liệt luôn. Toàn là dầu nhớt không, không có mỡ trong này luôn á. Là sai rồi nha, cái này nguy hiểm lắm nha. Ồ, toàn là dầu nhớt không. Nên mình sẽ test từng cái bạc đạn ha. Rồi, thấy con này xào nè, là thay con này rồi nha. Rồi. Kiểu này là liên quan là thay hết bạc đạn đấy. Kiểu này liên quan là thay hết bạc đạn á. Chà, nhiều quá. Rồi, ok ha. Tí nữa mình sẽ vệ sinh xong rồi mình sẽ đánh giá tình trạng sau. Nhưng mà ở đây thì mình thấy cơ bản là phải thay dầu mỡ rất là nhiều. Và đây, nó có một chi tiết rất là quan trọng. Có một chi tiết cực kỳ quan trọng luôn. À, con này sẽ không êm được nha bạn. Con này chắc chắn không êm, làm vệ sinh xong sẽ không êm. Tại sao cái nhông nó bị mẻ rồi? Và cái mạc kim loại nó kẹt lại trong máy cho nên bạn quay bạn có thấy êm. Chứ còn bây giờ sau khi vệ sinh xong chắc chắn sẽ không êm nha. Rồi, mình sẽ nói lý do tại sao. Đây, mình thấy có vài cái vết nhông nó bị cứng. Đây, nó có cái vết nhông bị cứng ở đây. À, không sao, không sao, không sao. Chưa sao nha, chưa sao nha. Nhưng mà có thể là nó sẽ xào nhẹ nha. Ok, mình xin đã, ra tính. Rồi, ok. Con Mirabelle này mình đã hoàn thành rồi hết. Máy êm lại, mượt lại ha. Nhưng mà nó có những vấn đề như thế này. Cái lò xo ngay cái chỗ clicker trong này nè, của anh đó đó, nó đã bị cong rồi. Thành ra là mình chỉ chỉnh lại cho nó đỡ bị cực cực thôi, chứ không thể zin được. Lò xo chỉ có thay, mà Shimano nó không bán lẻ cái lò xo này, nó bán cả cái spool nha. Cho nên là như vậy mình nghĩ là ok rồi ha. Xong. Thứ hai nữa là như trong cái clip mình có nói là toàn bộ cái vùng này nè là nó bị cái gì đó mà nó ra cái ba dớ rất là nhiều, và nó khiến cho cái bạc đạn ở đây là bị xào và buộc phải thay. Toàn bộ bên trong mặt đạn này là ba dớ rất là nhiều ha. Rồi cái mặt đạn tải ở trục cốt là cái chỗ mà pin kia là cái cùi thơm nó cũng bị rơ nhẹ, nhưng mà có thể châm mỡ châm dầu vô nó êm lại, cho nên mình tái sử dụng giảm được chi phí. Chứ cái này thay không mắc, nhưng mà cái size mà của cái pin kia thay rất là mắc, 5 x 9 x 3 hoặc là 4 x 8 x 2.5 là những cái mặt đạn giá rất mắc, phải ít nhất cũng phải 200 300 ngàn một cái ha. Nhưng mà mình chọn là thay một cái này thôi để giảm chi phí cho anh khách, chứ cái này đó là nó rất là mắc tiền nha. Của Shimano nó bán là phải trên 280 ngàn chứ không có giá rẻ đâu nha. Rồi, ok. Máy này có thể giao cho khách và khách có thể lấy đánh được rồi nha. Và nhớ là trong quá trình sử dụng, nếu mà khách hàng mà có bất kỳ vấn đề gì xảy ra thì cứ liên hệ mình ha. Mình sẽ có bảo hành nha, và mình sẽ phân tích rõ trường hợp đó nó như thế nào nhé. Khi câu, khi nhận máy về đi câu có vấn đề ngưng lại gửi cho mình nha. Ok. Rồi, vậy ha.